Chú đã hỏi nhiều đầu rồi. Bố mẹ cháu bị khởi tố về tội đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc và vận chuyển hàng lậu. Án này hơi bị căng đấy. Cháu nghĩ từ khi bước chân vào con đường này, bố mẹ cháu cũng tự lường trước được có ngày hôm nay rồi. Chỉ là lần cuối đó, bố mẹ cháu đi vội quá, cháu còn không kịp ôm chào tạm biệt họ. Vậy còn việc chú nói với cháu qua điện thoại có chính xác không? Cái việc mà bố mẹ cháu cho người truy bức bố mẹ ra An ý? Không phải, đấy là bọn bên dưới nó làm và chúng nó cũng phải trả giá rồi. Chứ bố cháu chưa hề ra lệnh truy bức ai cả. Nói rõ ra, lão Kình mới chính là kẻ giết người. Chú Kình thì chỉ là người có liên quan. Còn việc chú ý có thực sự lừa chồng bà Lan và ông Quyền mua đất hay không vẫn chưa có bằng chứng à? Lúc đấy, bố mẹ cháu chỉ cần tiền chứ không cần mạng. Nếu con nợ mà chết ý, thì pháp luật lại sờ đến gáy. Chỉ có lũ ngu mới vì ba cái đồng bạc lẻ mà để dính rắc rối. Thôi chuyện qua rồi, bây giờ có nói thì cũng không thay đổi được gì. Bây giờ cháu chỉ muốn biết việc mà chú cứ khăng khăng nói ông Kình là kẻ giết người là có ý gì. Nếu lão Kình không lôi mọi người vào cái vụ đất đai. Không đúng, chú đang giấu cháu điều gì đúng không? Chú không giấu cháu điều gì. Mà thôi, thay vì đào bới quá khứ để tự dằn vặt mình, cháu nên về nghỉ ngơi đi. Cháu đang có thai, cũng sắp sinh rồi. Với lại, bố mẹ cháu chỉ có một mình cháu. Chú lại là người ngoài, không thể lo chu toàn được cho cháu. Thế nên cháu phải tự chăm sóc lấy bản thân mình. Em vẫn chưa thể tin được chị ạ. Con em, ông bà ngoại nó lại liên quan đến cái chết của ông bà nội á. Thế về sau nó lớn, em phải nói gì với nó nhở? Hay thôi, không nói đâu. Cứ im đi, cứ im lặng đi. Hiện tại em còn chẳng biết đối mặt với Gia An thế nào đấy này. Ơi, nếu Gia An mà biết bố mẹ em gây ra cái chết cho bố mẹ anh ấy, có khi nào anh ấy vì hận mà không nhận cả đứa bé không? Nhưng con em có tội tình gì đâu, làm gì có tội tình gì nhờ? Mai anh này, mày cứ thế này ý, chỉ khổ mày, khổ tao, khổ cả đứa bé nữa. Chuyện năm xưa cô chú chỉ liên quan, không phải là người trực tiếp gây ra cái chết của bố mẹ Gia An. Mà kể cả có chăng nữa thì đấy là việc làm của họ, không liên quan gì tới mày. Mày không phải chịu trách nhiệm trước bất cứ lỗi lầm của ai. Đứa bé cũng vậy. Nhưng mà em không ngừng dằn vặt bản thân mình. Bây giờ em không biết phải đối mặt với Gia An như nào thế này. Thì đừng gặp Gia An nữa.